Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Báo cáo với lại các đồng chí, có rất nhiều cuộc điện thoại cũng như tin nhắn. Thế nhưng mà có cuộc thì trả lời được, có cuộc thì chưa trả lời được. Mong các đồng chí thông cảm cho. Vừa rồi có một đồng chí điện thoại cho mình hỏi một sản phẩm, thì cái sản phẩm đó mình đã bán rồi. Đấy, thì đồng chí lại bảo coi như thế là yêu cầu coi như là anh lại tiếp tục lên sóng những chiếc đài. Đấy, để phục vụ những người chơi đài, chứ người chơi đài là còn rất nhiều người chưa biết đến anh. Đấy, em hôm nay mới biết đến thì hỏi thì anh lại bán rồi, nên là rất chi là tiếc. Đấy, mong anh có thể cứ lên sóng, ngày nào cũng lên sóng đài đấy, để chúng em xem có con nào nó ưng cái bụng để em chần vấn chốt nhá. Đấy, thì mình thì mình cũng cứ tưởng là coi như thế là hôm nay mình chuyển sang âm ly một tí, thế nhưng mà các thượng đế chơi đài lại tiếp tục coi như là yêu cầu, thì bây giờ lại lên sóng một con đài. Cái số lượng đài của mình là không có giới hạn nha, vô biên. Đấy, các đồng chí có yêu cầu 1.000 con có 1.000 con. Đấy. Đấy, giới thiệu tới các đồng chí chiếc đài Sony có model là CFS1030SC. Con đài Sony CFS1030SC này thì mình bán rất chi là nhiều rồi. Đấy, vì thóc của nó chỉ vài thúng thóc thôi. Và cái ưu điểm nổi bật nhất của nó là radio của nó rất chi là nét nha, nó rất chi là nét, thậm chí còn không cần phải kéo anten, nó rất chi là nét. Âm thanh thì cũng trầm ấm, âm thanh thì cũng trầm ấm nha. Đây cái loa này đấy. Thì cái phiên bản Sony CFS1030 này thì cái hãng Sony theo mình hiểu thôi nhá. Đấy, thế còn những người khác hiểu như nào thì mình không biết. Đấy là ý kiến cá nhân của mình, là cái hãng Sony này người ta thiên về radio, người ta chủ yếu là phục vụ những người nghe radio, bởi vậy là người ta thiết kế cái phần radio của nó rất chi là sắc nét. Đấy, thế nhưng mà cái phần cassette ấy là phần chạy băng dây này này thì người ta chỉ gọi là thiết kế để cho nó đủ thôi, chẳng nghĩa lại là cái đài radio. Đấy, thì người ta muốn nó là chiếc đài radio cassette thì người ta bắt buộc người ta phải bố trí thêm cái phần chạy băng vào đây để cho nó có cái phần cassette. Đấy. Thì về cái vấn đề cái nhà ý của nhà sản xuất là người ta thiên về phần radio, bởi vậy phần cassette của nó là tương đối là ở cái mức độ là chưa được ưng cái bụng nha. Và cụ thể của nó là cái bộ cơ này này, bộ cơ này này. Đấy. Trước khi xoay cái bộ cơ thì mời các đồng chí xoay cái mặt tiền của nó. Đây. Đây, chỗ này vẫn còn rút. Chỗ này vẫn là sáng loáng này. Vẫn sáng loáng. CFS1030SC. Đấy, vẫn còn sáng loáng này nhá. Những con đài này, những cái con đài mà Sony 1030 này chưa có con nào chạy cassette cả ở cái thời điểm như bây giờ. Và nếu như nó có chạy thì cái tiếng của nó cũng chỉ muốn rút điện ra thôi. Thế cho nó nhanh nha. Đấy. Mà các đồng chí nào mà mua cái con đài này mà chạy về phần băng từ này thì cần phải nghiên cứu, cần phải nghiên cứu nha. Thế còn mình thì mình bán hàng trăm con này, vài trăm con này. Thế nhưng mà về cái vấn đề cái thiết kế cái bộ cơ của nó nha, thiết kế cái bộ cơ của nó. Đấy, thế nên là dẫn đến cái đài này đang ở cái tình trạng là băng cassette là trần văn tỉ nha. Đấy. Thế còn radio thì đương nhiên rồi, AM và FM của nó là trần thị nét này nha. Đấy. Equalizer, cái bộ equalizer này vẫn hoạt động bình thường, trơn tru, mượt mà, êm ái. Tách loa vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Công tắc công teo thì đã được bảo dưỡng dầu mỡ rồi nha. Đấy. Tiếp tục đến là xoay phên vân vỉ. Đấy, xoay phên vân vỉ. Thì phên vỉ thì xin thưa là đây. Đấy, thì nó lâu đời rồi, có những cái chỗ là phải chấm lại hàn. Thế này. Đấy, phải dùng cái thằng cu này, phải dùng cái thằng cu này để xoay chứ không phải luôn. Test hết cờ mắt ra nha. Đấy. IC công suất này cũng phải chấm lại hết này. Đấy. Có những con thì không phải chấm, thế nhưng có con thì phải chấm. Đấy, vì không chấm thì gửi về cho các đồng chí một vài bữa này, 37 21 ngày nó lại tịt thì nó chẳng làm sao cả nha. Đây. Đấy, chứ còn sửa chữa. Đây này, cái khu vực này là chưa có chấm gì. Đấy, con này thì hơi mệt luôn đấy, chấm rất chi là nhiều. Đây. Đấy. Mình không muốn tẩy đi làm cái gì cả, cứ để này báo cáo nha, cứ để này báo cáo. Đây là phần trên của nó đây, trên của phên.
Đấy, khu vực radio này. Đấy, đây là khu vực radio của nó nhá. Radio của nó thì cái ưu điểm cái đời này nó dùng có một con IC, đời nào cũng vậy, kể cả con Sony B5S gì vậy, nó cứ dùng một con IC là rất chi là nét nha, sửa cũng dễ sửa. Equalizer của nó đây. Đấy. IC công suất của nó đây. Đấy. Đấy. Thì chấm lại hàn thôi, chợ hàn lại thôi. Chứ về cái vấn đề mạch của nó đây này, mạch của nó rất chi là đẹp, chưa có chỗ nào bị tung mạch cả. Đấy. Chẳng qua là gọi là tránh đêm dài lắm mộng thì chấm nó vào thôi, chứ chả chấm cũng được nhá. Đấy, nhưng mà cứ chấm vào cho nó chắc ăn. Đấy, bỏ cái này ra một bên. Còn đây là cụm biến áp nguồn của nó đây. Đấy, nguồn của nó đây. Đấy. Những cái rãnh này, những cái rãnh này mà để lắp cái loa vào vẫn còn rất chi là tốt, lắp vào là khít khít, rất chi là chặt nha. Đấy. Loa này, loa zin nghe nó còn trầm ấm lắm nha, lưới thì sơn lại. Đấy, lưới thì sơn lại, loa zin lưới thì sơn lại. Đấy. Bên đây nữa. Đấy. Bây giờ mời các đồng chí xoay cái động cơ của nó. Đây là bộ cơ của cái đài Sony CFS1030S này. Đấy. Cơ của những chiếc đài Sony sau này hay là như JVC này này. Đây này, nó cứ dùng cái bánh răng nọ nó cọ vào cái bánh răng kia. Thế nhưng cái đài Sony thì hãng Sony này người ta để rất có cái đời 1058, 1055, 1065 các thứ ấy, là người ta dùng cái bộ cơ đúng như này luôn. Thì nó rất chi là khỏe. Còn những cái bộ cơ mà nó đặc thù nó như này này. Đấy. Và nó dùng cái vòng đệm này. Đây là cái vòng đệm cao su này này. Đây, cái bánh này đây, nó nằm ở chỗ này này, đây, nó nằm ở cái chỗ này nhá. Đấy, khi cái bánh đè này nó quay cái bánh tì này, đây, cái bánh này nó còn có cái vòng đệm cao su nó cọ vào cái này để nó cuốn băng. Đây, cái trục này là cái trục cuốn băng này. Đấy. Thế mà cái vòng cao su này, cái vòng cao su này thì giờ thì chả đào đâu cho cái vòng cao su để thay, là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái chân này này. Đấy, cái chân để lắp cái bánh xe này, để lắp cái bánh nhựa này, xong rồi để lắp cái thêm cái vòng đệm vào. Cái chân của nó đây này, này lâu ngày chân của nó còn tí nó gãy nha. Nên là cái đài mà gặp những cái chiếc con đài Sony 1030 như thế này mình toàn để cho cassette Trần Văn Tịt, tại vì rất chi là bực mình nha. Đấy, đầu tư đấy lại còn thiết kế khỏi miễn chỉnh luôn. Đầu tư của người ta ở đây là nó có hai con ốc nha, có hai ốc để chỉnh đầu tư. Đấy, ví dụ như sang cái đời này, đây này, JVC này, này. Đấy, người thật việc thật đây, có hai con ốc này ngay. Đấy, thế nên ở đây thì lại bố trí là khóa chặt luôn, khỏi chỉnh, nhá, khỏi chỉnh chót. Thế nên mình mới bảo là cái đời này là người ta thiết kế gọi là cho có phần băng cassette. Thế chứ còn nếu như mà để mà đúng ra là phải thu hồi, giống như cái ô tô là cái sản phẩm này nhà sản xuất phải thu hồi lại, tại vì phần cassette nó chẳng ra làm sao nha. Nó chẳng ra làm sao cả. Bây giờ mà vứt cái này đi thì cũng vứt được thôi, thế nhưng mà lúc lắp vào thì nó lắp cái đài này vào thì nó lại bị chống cái này. Đấy, bị chống cái này. Đấy, với lại nó không ăn được cái cửa băng. Thế nên thôi là cứ để cả cái bộ cơ như thế này lắp vào nhá. Đấy, thì cái con đài này thì xin gửi tới những ai mà không nghe băng cassette. Kể cả con này mà còn băng cassette, tức là băng cassette mà còn chạy mà múc vào thì cũng gọi là múc bố già về nhà, thế cho nó nhanh. Vì cũng lại đến một lúc nào đó cái vòng cao su này nó mòn đi, là chỉ có Trần Văn Tịt chả mua đâu ra được cái vòng cao su này. Mua được cái vòng cao su này có nhiều đối tượng nha, có nhiều đối tượng coi như thế là lấy cái vòng cao su của khác lắp vào chế cháo vào đây, nhưng mà nghe cái tiếng đó đúng là chỉ muốn rút điện ra thôi nha. Thế nên là mình không bao giờ mình làm thế, bỏ luôn. Đấy, tại vì đã không chạy thì thôi, mà đã chạy là phải đoan chuẩn nha, là phải chuẩn chỉ. Đấy, tiếng nó phải chuẩn, chứ còn chạy cái kiểu eo à eo ẹt tiếng nó cứ giật ra như vậy thôi cho nó nghỉ luôn, thế cho nó nhanh. Tại vì không nghe thì không sao cả, thế nghe thì đâm ra lại bực hết cờ mình, thế thì nghe làm cái gì nha. Để như thế này để bán cho những người không chơi quan trọng về vấn đề băng cassette. Mình ở cái con đài như này đang khóa khoảng tầm 5-6 con đài như này, vì mình thích là cái phần radio của nó rất chi là nét, rất chi là nét. Đúng ý đồ của nhà sản xuất là nhà sản xuất người ta thiên về phần radio. Đấy, cái phiên bản này người ta không sản xuất theo kiểu gọi là cân bằng radio một tí, cassette một tí. Ở đây người ta thiên về radio.
còn cassette thì người ta sản xuất gọi là có, cho nó có đấy nha. Đấy, thế nên là nó chẳng ra làm sao cả, cho nghỉ luôn. Thì cái con đài như thế này mình cung cấp với một cái mức giá cũng không thể rẻ hơn được, đó là 450.000 đồng. 450.000 đồng thì đã mất 60.000 cái thùng xốp rồi nha. Đấy, còn có 390.000 cái con đài như thế này thôi. Đấy, nếu mà đến nhà mà không phải gì là bán 390.000 con đài này, còn gửi đi thì là 450.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Nhắc lại với lại các đồng chí, chiếc đài Sony CFS1030S chạy điện 220V, nghe radio rất chi là tốt, trầm ấm, băng AM cũng như băng FM nhá. Đấy, ngoại hình thì lành lặn. Thôi xin phép dừng clip ở đây để hoàn thiện những sản phẩm khác. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Nay lại làm tí tương tàu cho nó hoành tá tràng. Xin chào.